Hello, xin kính chào quý vị và các bạn đến với Tuấn Văn GP. Trong cái video ngày hôm nay thì mình đưa các bạn đến tham quan một trong những cái tòa nhà chọc trời của khu vực châu Á. Và đây là một trong những địa điểm các bạn lên đến nếu như các bạn đang ở khu vực thành phố Tokyo. Chúng ta sẽ tham quan một trong những tòa nhà ở khu vực Toshimaku thuộc thành phố Tokyo các bạn nhé. Một trong những cái tòa nhà được với tên gọi là Sunshine City. Chúng ta sẽ cùng nhau đến đây xem tòa nhà này đẹp như thế nào, có trung tâm thương mại như ra làm sao, các khu vui chơi giải trí như thế nào, sầm uất hay không, và nhất là chúng ta cứ có thể ngắm toàn bộ khu vực thành phố Tokyo ở tại khu vực Ikebukuro thuộc Toshimaku không các bạn nhé. Ok, let's go đi nào. Nhật Bản đang bước ra sang thời gian của mùa thu, cho nên là không khí rất là mát mẻ. Các bạn thấy không, cái khu phố của khu vực Toshimaku là thuộc Ikebukuro này. Từ nhà ga Ikebukuro các bạn sẽ đi mất 10 phút để đến cái trung tâm thương mại, khu vực tòa nhà khối văn phòng Office Sunshine City. Chúng ta sẽ mất khoảng 10 phút các bạn nhé, 10 phút. Ok, chúng ta sẽ cùng mình bách bộ trên các con phố để chúng ta đến với cái tòa nhà Sunshine City trong cái video ngày hôm nay, để đưa các bạn tham quan cũng như là chúng ta thưởng ngoạn cái khu vực này nó có những cái gì các bạn nhé. Ok, đi nào. Đây là cảnh quan của khu phố trong khu vực Ikebukuro thuộc Toshimaku các bạn nhé. Phía xa xa kia đó là nhà ga Ikebukuro các bạn ạ. Chúng ta sẽ từ di chuyển đi theo hướng này để chúng ta đến với cái tòa nhà cao nhất của khu vực châu Á, được mệnh danh là một trong những khu vực trung tâm thương mại vui chơi giải trí sầm uất bậc nhất khu vực Tokyo này. Ok. Khu phố này là khu phố đi bộ. Buổi tối các bạn đến đây thì cực kỳ sầm uất, cực kỳ đông đúc. Lượng người đi ở đây dày kịt các bạn ạ, dày kịt giống khu vực Kabukicho của Tokyo các bạn nhé, của Shinjuku. Khu vực này buổi tối các bạn đi chơi thì đúng là sầm uất rồi, cực kỳ sầm uất khu phố đi bộ các bạn ạ, giống như kiểu khu phố ở Hồ Gươm của Việt Nam ấy, của Hà Nội ấy. Đấy, khu phố này khu phố đi bộ các bạn nhé. Ngày hôm nay đưa các bạn đến đây thì vào ngày đầu tuần, vào thứ hai đầu tuần vào buổi trưa. Nhưng mà mức lượng người các bạn thấy không, cũng rất là đông rồi. Nếu như các bạn đi vào buổi tối của ngày thứ sáu hoặc cả tối thứ bảy thì khu vực này nghịt người luôn, nghẹt người luôn. Không những là khách du lịch quốc tế mà những người dân địa phương hoặc là những người dân Nhật Bản họ sống ở khu vực Tokyo này, họ đến đây chơi rất là nhiều. Đây, các cửa hàng buôn bán giày này, của các trung tâm thương mại vui chơi giải trí, các showroom game này, các cái trò chơi game các bạn này, đây này, Gigo cũng là cái trò chơi game, các cái khu vực có thể gấp gấu bông này cho các bạn xem một chút nhé, gấp gấu bông các bạn ạ. Đây, gấp gấu bông này, các hình thù anime nhiều lắm các bạn. Đây, rất nhiều luôn, cực kỳ là rộng lớn các bạn nhé, rất là rộng các bạn nhé. Đây, gấu bông này, gấu bông này, các loại gấu bông nhiều không?
cực kỳ đáng yêu luôn. Ok, chúng ta lại tiếp tục quãng đường để đến với cái tòa nhà Sunshine City. Ở đây thì có cả những cái khu vực, những cái chuỗi cửa hàng như kiểu Uikino này, cửa hàng mua sắm Uikino này nổi tiếng của Nhật Bản này. Giới trẻ cũng như là người dân Việt Nam mình cũng rất là yêu thích cái chuỗi thương hiệu này, chuỗi thương hiệu Uikino quần áo các bạn nhé, buôn bán về quần áo. Các bạn thấy không? Rất là sầm uất, đi bộ trên con phố này rất là sướng các bạn ạ, thoải mái lắm các bạn. Đấy các bạn thấy không? Không khí của Tokyo thời gian này đang là mùa thu rồi, rất mát mẻ. Đó, rất là tuyệt đẹp các bạn nhá. Các bạn thấy không? Đường phố rất là sạch sẽ, đẹp đẽ, các cửa hàng mọc san sát xung quanh đây. Đấy, rất là tuyệt đẹp. Ok. Thế rồi, các bạn có nhìn thấy không cái tòa nhà Sunshine City các bạn ạ? Có nhìn được hiện ra chưa? Đây là một trong những tổ hợp chuỗi các cái trung tâm thương mại, các cửa hàng được xây dựng lên để phục vụ cho du khách. Thì các bạn thấy không, đây là chúng ta đến một cái cửa hàng đầu tiên, đó là Sunshine City. Cửa hàng này thì cũng như là trung tâm thương mại này cũng rất rất nhiều những cái khu vực vui chơi giải trí. Đây. Nhưng mà chúng ta, mục đích của chúng ta là đến cái tòa nhà chọc trời cao 240m đấy, cái tòa nhà Sunshine 60. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đi các bạn nhá, tiếp tục đi. Các bạn cứ theo mình, chúng ta sẽ đến cái tòa nhà đó để chúng ta khám phá cái tòa nhà đó. Phố phường Tokyo đây. Khu vực này là dưới đường tàu cao tốc, tàu đường cao tốc ở phía trên. Khu vực này của khu vực ngã tư này của khu vực Ikebukuro cực kỳ sầm uất, bởi vì đây là một trong những ngã tư có hệ thống đường xá 4 tầng các bạn ạ, 4 tầng, các bạn nhìn thấy không? Này, đường xá 4 tầng luôn, rất là kinh khủng, rất là sầm uất các bạn nhá, đi các hướng ngả đường luôn. Đây, cái tòa nhà mà chúng ta cần đến trong cái video ngày hôm nay đó là tòa nhà này các bạn nhá, Sunshine City. Đó, đây là một trong những cái tòa nhà cực kỳ cao. Đấy, chúng ta đã đến với tòa nhà Sunshine 60 nhé, để chúng ta có thể xem rằng là trong khu vực này thì chúng ta sẽ được vui chơi cái gì, được mua sắm cái gì các bạn nhé. Ok. Đây, đường phố Tokyo của khu vực Toshimaku các bạn nhé. Các bạn thấy đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Rất là mát mẻ, rất là sạch sẽ. Đây rồi, các bạn thấy không? Đây, cái trong cái tòa nhà này các bạn nhá. Trong tòa nhà này các bạn có thể tham quan cả khu vực thủy cung này, các bạn tham quan khu vực bảo tàng này, các bạn có tham quan khu vực mua sắm trung tâm thương mại, các khu vực chuỗi
nhà hàng rồi các cái khu vực cái quầy đây cái Aqua Park Lumium kia. Đấy, nhưng mà cái địa điểm chúng ta muốn đến trong hôm nay ấy đó là cái tầng kia các bạn nhìn chưa? Sunshine 60 ví dụ đấy. Chúng ta sẽ đến với cái tầng cao nhất để chúng ta ngắm toàn bộ khu vực Tokyo nha các bạn nhá. Ok, chúng ta đi nào. Trước của cái tòa nhà này thì có một bức bình phong rất là lớn đây. Bức bình phong cũng rất là đẹp. Các bạn thấy không? Rất đẹp, bức bình phong rất là đẹp. Họ làm bằng đá các bạn ạ. Đẹp không? Họ ghép những phiến đá lại để tạo thành một cái bức tranh rất là lớn. Bức bình phong để chấn giữ cái khu vực cái trước của cái tòa nhà này. Rất to. Đây, tòa nhà Sunshine 60 này. Cực kỳ sầm uất các bạn ạ. Đó, chúng ta đã đến đây rồi. Trong đây là khu tổ hợp phức hợp các cái chuỗi nhà hàng ở phía tầng 1 và tầng âm 1, B1 và phía trên đấy các bạn này. Cái chuỗi tổng hợp của cái khu vực tòa Sunshine City các bạn nhìn này. Đó. Tuyệt đẹp chưa? Sunshine City. Tòa nhà của chúng ta đây. Cực kỳ cao luôn. Đó, các bạn thấy không? Trên đây là chuỗi khách sạn này, trong đó có các cái chuỗi các công ty, các cái khối văn phòng các trong tòa nhà này các bạn ạ, cực kỳ tuyệt vời luôn. Ở dưới này thì là có cái khu vực chuỗi cà phê này, coffee. Đấy, restaurant coffee. Chúng ta sẽ đi vào đây nhá, để cho các bạn ngắm toàn bộ khu này, khung cảnh coffee. Những cái chiếc xe cà phê rất là đáng yêu này. Đấy, đáng yêu không? Quá đáng yêu luôn. Đây là một trong những cái khung cảnh các bạn có thể nhìn thấy ở cái khu vực tầng 1 của cái tòa nhà này. Đó. Đây là cái sơ đồ cũng như là phác họa của cái không gian trong cái tòa nhà B1 này, tầng 1 các bạn nhé. Các cái chuỗi nhà cũng như cà phê các bạn có thể thưởng thức ở trong tất cả những cái nhà hàng này ở khu vực tầng 1 và tầng 2 cũng như tầng B1. Nhiều luôn, cực kỳ nhiều các nhà hàng, danh sách các công ty này. Đó, nhiều luôn. Tổng quan của cái khu vực này các bạn này. Rồi, chúng ta sẽ đi một vòng đây các bạn nhé. Một vòng đây cho các bạn nhìn thấy rằng là khung cảnh rất là đẹp. Các trung tâm thương mại mua sắm này, các cửa hàng mua sắm quần áo, các túi, đồ hiệu, giày dép đầy đủ, không thiếu một chút gì luôn. Đấy, các cái chuỗi nhà hàng này, rồi thì là trung tâm thương mại mua sắm. Bên kia là giày ABC của Nhật Bản này. Các bạn thấy ấm đẹp không? Họ bày trí rất là đẹp. Sạch sẽ, đẹp đẽ, ngăn nắp, rất đẳng cấp. Rất là rộng các bạn ạ, rất rộng luôn, bên trong rộng lắm. Đôi giày Adidas đẹp thế. Đây, bên này đấy các bạn này. Cho các bạn đi tham quan một vòng cái khu vực trung tâm thương mại mua sắm ăn uống này, cũng như cà phê này. Bên này là cũng vẫn của ABC luôn. Rộng chưa?
phân phối các hãng thời trang lớn như Adidas này. Đấy. Khu vực này là khu vực ăn uống, các cái nhà cửa hàng, nhà hàng. Hôm nay là các bạn thấy không, đông nghịt người luôn. Ngày đầu tuần đấy, thứ hai đầu tuần các bạn ạ. Lối này là lối các bạn đi vào trong cái trung tâm của tòa nhà Sunshine. Đây, các bạn thấy không? Đi vào đây. Ok, chút nữa mình sẽ đưa các bạn lên tham quan cái đỉnh tòa nhà. Bây giờ thì cái video này chúng ta sẽ tham quan ở phía dưới này để xem cảnh quan cũng như là trong cái khu vực trung tâm tòa nhà Sunshine này có gì nhé. Các bạn thấy không? Những cái cửa hàng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ, mua sắm rồi cả siêu thị cũng có luôn. Các cái hàng tạp hóa, bánh kẹo ngon. Nhất là các cửa hàng cà phê rất là đẹp, họ thiết kế đẹp lắm. Đây, quán bán hoa này các bạn. Bán hoa này. Chúng ta đi một vòng xung quanh các bạn nhé. Chú bò này các bạn này, họ bán những cái, họ trưng bày chú bò rất đáng yêu rồi. Trong một cái quán bán ăn rất là đẹp. Đấy. Thấy đẹp không? Cái quán bán rượu và rượu vang, các loại rượu vang. Các quán bánh ngọt này, đấy, có thấy không? Đây là chúng ta đang đi ở cái tầng 1 các bạn nhé. Chúng ta còn tầng B1, tầng 2, tầng 3 nữa. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Ok, chúng ta đi lên nhé. Bên này có cả khu vực ghế ngồi dành cho những người mà du khách khi mà đi bách bộ mua hàng hóa nhiều mà cũng thấy cảm thấy nó hơi mỏi chân thì chúng ta có thể ngồi ở những cái sofa này. Sofa rất là mát mẻ. Đấy. Trong này điều hòa thì cực kỳ mát rồi. Các bạn thấy chưa? Đẹp không? Khách nước ngoài rất là nhiều các bạn đấy. Những cái cửa hàng mua sắm này, quần áo này, thời trang của Nhật đấy. Này các bạn thấy không? Đây, các bạn thấy không? Quá là rộng lớn, quá là tuyệt vời luôn. Các bạn thân mến, mình đang đứng ở trên khu vực Shizuokan, đó là trung tâm cũng như là một trong những cái thủy cung ở giữa lòng Tokyo, đó là Ikebukuro ở trên khu vực tòa nhà Sunshine City. Đấy, nếu như các bạn đến đây thì các bạn có thể được thưởng thức và chiêm ngưỡng tham quan toàn bộ khu vực
cái khu vực bảo tàng cũng như là cái cung này. Đấy. Ở trong cái tòa nhà này có khu vực tầng 5 là có viện bảo tàng. Các bạn đến với tầng 4 chúng ta đến tham quan và mua sắm ở tại khu vực có một cái buôn bán chuyên về đồ anime, trong đó có Pokemon rất lớn. Đấy. Có cả khu vực chuỗi các nhà hàng ở B1 cũng như là tầng 1. Đấy. Các bạn rất là nhiều những cái tầng phân chia ra các khu vực gian ở trung tâm. Đấy, các bạn thấy không? Đây là khu vực Aqua Park này các bạn này. Đấy, đi vào tham quan toàn bộ khu vực này. Đây là lối vào các bạn nhé. Lối vào này, đấy, lối vào. Và các bạn sẽ phải đến đây, các bạn phải mua vé. Nhân viên sẽ soát vé và cho chúng ta đi vào tham quan toàn bộ khu vực trong quan cái thủy cung này. Những cô gái rất xinh xắn đấy đang chào khách này. Bạn thấy không? Đó, các bạn phải mua vé và cầm vé vào thì họ sẽ soát vé ở ngoài cửa nha các bạn nhé. Rất là đẹp. Bên ngoài này thì là khu vực quầy, các bạn có thể mua vé. Đó. Đây các bạn này, mua vé này. Đấy. Giá vé cũng tương đối đấy các bạn. Với một người là 1.9 các bạn nhá, 1.9. Đấy, còn thấy không? Các bạn thân mến, mình đưa các bạn đến tham quan cái khu vực tòa nhà Sunshine này và đến tham quan những cái khu vực trung tâm thương mại và mua sắm ăn uống, là cà phê, và nhất là cái khu vực mà các bạn có thể đến tham quan cái khu vực thủy cung cũng như là tham quan viện bảo tàng ở khu vực cái trung tâm thương mại tòa nhà Sunshine này lớn này. Thì video của chúng ta rất là dài rồi, chúng ta sẽ hẹn tạm dừng ở tại cái video này và chúng ta sẽ gặp lại các bạn và tiếp theo với cái video tiếp theo các bạn đến tham quan cùng mình, đến để trải nghiệm cái tòa nhà 60 ở Sunshine 60. Chúng ta lên đến độ cao là 240, được mệnh danh là một trong tòa nhà cao nhất khu vực châu Á, để ngắm nhìn toàn bộ khu vực cảnh Tokyo các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ gặp lại các bạn vào một cái video tiếp theo. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.